mỗi người mình phát ra cái tầng sóng vui tươi, và lúc đó đó cái đạo thiên tâm mới gọi là thịnh, thì lúc đó Phật Như Lạc mới xuất hiện để mà dạy cho mình những cái pháp môn để mà thoát luân hồi sanh tử. Hôm nay Kiệt nói là Kiệt là người truyền tin đi đầu, là Kiệt là người thiệt, Phật Như Lạc sẽ xuất hiện là thiệt. Những cái fan mà trên đây hâm mộ á, biết bao nhiêu người cả trên thế giới. Thường á, Kiệt hỏi mấy vị trên thế giới những người nghĩ sao và sao, thì Kiệt biết được như vậy. Những cái người mà hiểu về tâm linh thì rất là tin và tu tập theo kinh của Thiên Tâm, phải đọc Lăng Nghiêm mỗi ngày để không có bị trúng bùa ngải. Đó là cái phần đó cũng một số lượng rất là đông follow Kiệt như là tin. Số lượng thứ hai là tăng ni, hơn phân nửa tăng ni tin Kiệt nhưng mà tin âm thầm, không có dám lộ liễu ra mặt và biết là Phật Di Lặc đang xuất hiện, Kiệt là đúng, Kiệt là thiệt, nhưng mà họ không có dám là lên tiếng nói. Đó là phân nửa luôn á, mấy vị nói á. Còn phân nửa tăng ni vì tu quá giỏi, chức sắc quá cao, họ rất là phản đối. Là gì? Họ cứ nghĩ là cái kinh điển và cái học vấn của họ cao. Còn Kiệt là Kiệt nói từ tâm, và Kiệt nói từ ở ở điển ở trên xuống, và những cái information, những cái thông tin mà Kiệt nhận được đó, là từ quyền di cho Kiệt. Họ không có tin cái đó. Và một số nữa là những người đời giống như bác sĩ, kỹ sư, luật sư, là gọi là kiến cận mà dày ra một đống sách đó, thì những cái người này á, đến giờ phút này thấy cái trái đất này nó náo loạn, từ động đất, thiên tai, hỏa hoạn, Covid từ nơi này đến nơi khác, người khiêng xác không kịp chôn, đổ như là đổ đất vậy đó. Thì những học vấn, trí thức, siêu trí thức, đại trí thức, quá trời trí thức luôn, thì những người này họ cứ cần ngợ, không biết có nên tin Kiệt không, hay là không tin, tin hay không tin, tin hay không tin, tin tôi phải làm sao, tôi chưa từng quen đọc kinh, tôi đọc báo về chính trị, phân tích về chính trị thì tôi giỏi, mà tôi cầm cuốn kinh là tôi thấy hơi quê. Cái đầu gối tôi là đại gia học vấn cao, tôi chưa từng quỳ ai, người ta tới xin xỏ tôi chưa từng quỳ Phật, bây giờ tôi quỳ rồi, tôi cầm cái nhang tôi mắc cỡ. Là hiện bây giờ là cái số đó rất rất là đông follow cái channel của Kiệt. Cái đó là trên nói là Kiệt biết là như vậy. Cho nên họ có những cái chướng ngại, mà cái thời gian á, là cái đồng hồ quay ngược, họ không có biết chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp. Những người đó là những người nằm ở trong cái đa chiếc xe mà đổ, mà chôn tập thể kỳ rồi, mà có cái clip là như đổ rác là có trong đó nữa. Là vì cái họ tính chậm quá, họ nghĩ họ giỏi. Nếu mà họ tính lẹ đó, từ đầu đó, họ tin rồi họ chịu quỳ gối cầm cây nhang đốt lại cha lại mẹ lại Phật, thì họ sẽ tránh được Covid. Mà họ cứ cứ cần ngợ, thì cái mà gọi là cái ngã còn cao á, cái học vấn, cái khôn chừng nào của họ thì cái ngu cao chừng đó. Trong kinh Phật có nói người khôn quá thì thành ra người ngu lại chỗ đó. Thì cái thành phần đó, cái kỳ này Covid Sài Gòn Hà Nội là chết rất là nhiều á, tiền không có mang theo được. Tôi miếng nước cái này. Kiệt đầu thai xuống trần, thương tất cả nhân loại, đầu thai cũng đủ dạng người, từ người Do Thái, người Ấn Độ, người Tây Tạng, người Phi Châu, đầu thai thành con thú, làm đủ loại hết. Hôm nay cuối cùng đầu thai thành người Việt Nam ngồi đây nói chuyện, nói bằng tiếng Việt. Chuyện nói tiếng Anh á, lâu nay á, thì